Đây là cánh đồng lúa Ba Lì mà hôm qua mới gặp. Việt Nam gọi là bò bò. Loại này làm rượu whisky. Đây là bầy chim chích. Đây là có một cái chủ nhân người ta nuôi nuôi để cho thuê súng dân nhà giàu đi săn. Là chim chỉ mới lớn. Chủ nhân của bầy chỉ này cách nhà dòng khoảng độ cây số. Sau khi lớn rồi biết bay thì họ cho thuê dân dầu đi săn bắn. Đây là một cách làm ăn của nhà giàu khu nhà tĩnh tâm của nhà giàu.